Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rung chuyển chính trường, rung lắc thương trường. Sống dưới chế độ cộng sản bị tước đoạt tất cả các quyền về dân sự và chính trị, người Việt Nam hình thành thói quen bàng quan đối với những diễn biến chính trị. Người Việt thường tặc lưỡi, kệ đi, ông nào lên, bà nào xuống thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng liên quan gì đến nồi cơm nhà mình. Đa số theo dõi chính trị vì tò mò, xem trò đấu đá cung đình như kép hát cải lương, vỗ tay hả hê khi quan chức rớt đài chỉ vì ghét, thế thôi. Nhưng vào thời điểm mà vở diễn của gánh hát cung đình bị đẩy lên cao trào thì có thể dẫn đến những biến chuyển không ngờ. Tướng Công an Tô Lâm, người sẽ lên chức chủ tịch nước. Khi mà đảng liên tục đá văng hàng loạt lãnh đạo, kể cả những chính trị gia được coi là kỹ trị, lẫn những ông bà âm ấp một bụng Max Lê, khiến dân tình tròn mắt, quốc tế giật mình, thì nhiều người bắt đầu tính chuyện thoát thân. Những người nhanh chân nhất có lẽ là những nhà đầu tư tài chính nước ngoài, tương ứng với từng đợt rung chuyển ở thượng tầng chính trị, là sự rung lắc mạnh mẽ ở thị trường tài chính, tạo ra bởi sự tháo chạy của khối ngoại. Đài Á Châu Tự Do ngày 17 tháng 5 cho hay khoảng 2 tỷ USD đã bị rút ra khỏi thị trường tài chính Việt Nam trong vòng vài tháng qua. Ứng với sự ngã ngựa của Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và mới nhất là Trương Thị Mai. Điều này cho thấy nhà đầu tư chẳng thể tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam bởi đảng vẫn trấn an họ rằng không sao đâu, rằng thay đổi lãnh đạo không ảnh hưởng đến đường lối kinh tế và ngoại giao, nhưng họ chẳng dại, chả thèm nghe. Họ đến đất nước này là để làm ăn, để kiếm tiền, chứ chả phải để nghe nghị quyết của đảng. Người có chút hiểu biết về quản trị nhà nước đều biết rằng kết quả vận hành một nền kinh tế không thể bỏ qua vai trò cá nhân của người lãnh đạo như nước Mỹ. Dù dân chủ hay cộng hòa thì vẫn luôn kiên định lập trường, đường lối của mỗi đảng. Nhưng rõ ràng, mỗi vị tổng thống đều để lại những dấu ấn riêng. Hình ảnh 4 thành viên ban bí thư của đảng vừa được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, thế giới phương Tây phát triển trên nền tảng dân chủ, họ chả ưa gì mấy anh bụng đầy lý luận Max Lê. Họ lại càng ngao ngán hơn với mấy anh đi lên từ lực lượng vũ trang. Tư duy vốn chỉ gói gọn trong việc ra lệnh cho cấp dưới và nghe mệnh lệnh của cấp trên. Bởi đa số những người này chẳng hiểu gì về kinh tế thị trường, ngu ngơ về luật pháp quốc tế, dốt đặc về quản trị, dù cái miệng họ thì vẫn ra rã những điều đó. Vậy mà ngao ngán thay, cuộc nội đấu cung đình đem lại kết quả có đến 7 trên 16 thành viên Bộ Chính trị xuất thân từ các lực lượng vũ trang, bao gồm quân đội và công an. Có 8 trên 16 thành viên của Ban Bí thư, nghĩa là những người thuộc tổ chức đảng. Số còn lại thì đi lên từ con đường đảng đoàn hoặc lý luận chính trị. Có thể nói chẳng còn nhà kỹ trị nào, kể cả Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều này có thể đem lại những hệ quả tệ hại cho nền kinh tế Việt Nam, không chỉ ở ngắn hạn trong việc thị trường chứng khoán bị rút vốn, mà rồi sẽ có những tác động dài hạn đối với khu vực FDI. Một công ty nước ngoài khi đầu tư vào một nhà máy sản xuất không nhanh gọn như đầu tư tài chính, cũng không bợp chợp như Vượng Vinh, mà thường phải trải qua quá trình điều nghiên, phân tích kỹ lưỡng trong nhiều năm trước khi quyết định. Hình ảnh nhà đầu tư ngoại Tim Cook đến rồi đi. Tuy nhiên, khi có những biến động chính trị, khi mà hệ thống bị người Việt gọi là hành dân là chính trở nên tê liệt, khi hôm nay nhà đầu tư ký kết với anh này, ngày mai lại phải làm việc với anh khác khiến họ ngán ngẩm bất an, thì họ cũng sẽ thoái vốn bỏ đi. Do đó, những điều tồi tệ hơn còn nằm ở phía trước. Hơn 2 năm qua, khi gánh hát cung đình càng ngày càng diễn lố, khi nền kinh tế cũng theo đó mà ngày càng trượt dài, và khi vốn FDI bị rút hết, khi hàng hóa xuất khẩu bị siết chặt, thì mọi sự khốn khổ cùng cực hơn nữa lại tiếp tục ụp xuống đầu dân. Hiện nay, ban lãnh đạo đảng khá tự tin về việc Mỹ và phương Tây cần Việt Nam để đối trọng với Trung Quốc. Có lẽ họ cho rằng phương Tây vẫn mãi chiều chuộng họ, dù họ có như thế nào. Vì vậy, dù chẳng đáp ứng được bất kỳ điều nào trong 6 yêu cầu của kinh tế thị trường theo luật Mỹ, nhưng họ vẫn kèo nài đòi Mỹ phải công nhận cho họ. Như đứa trẻ hư, liên tục phạm lỗi nhưng vẫn cứ đòi quà. Có lẽ đảng cũng chẳng coi luật Mỹ ra gì, như họ từng nhiều lần chà đạp lên các công ước quốc tế, các hiệp định đa phương, song phương, ngay sau khi họ vừa ký kết vẫn còn chưa ráo mực. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có giới hạn của nó, ông bà ta có câu già néo đứt dây. Phương Tây sẽ không thể vì cần Việt Nam mà chà đạp lên các giá trị cốt lõi của họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Rung chuyển chính trường, rung lắc thương trường.
Rung chuyển chính trường khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 17 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay, nhà đầu tư nước ngoài bán chứng khoán Việt Nam giữa bối cảnh bất ổn chính trị. VOA dẫn kết quả phân tích dữ liệu của một hãng tin quốc tế cho hay, các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đến gần 2 tỷ USD đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam kể từ đầu năm 2023, bất chấp mức tăng khả quan của thị trường, với dòng vốn rút ra lớn nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị, hình ảnh bản tin trên VOA. VOA nhận xét, Việt Nam do Cộng sản cai trị đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong 2 năm qua, với hàng ngàn quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp bị truy tố, trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, dẫn đến việc hai chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội từ chức. Theo VOA, đấu đá nội bộ làm chậm đáng kể hoạt động điều hành, trì hoãn việc phê duyệt các dự án và găm giữ hàng tỷ đô la trong các quỹ công và nước ngoài, khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng về tác động của sự bế tắc trong nguồn cung cấp điện. Không có nơi nào mà sự lo lắng của người nước ngoài rõ ràng hơn ở thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, điểm giao dịch lớn nhất Việt Nam. Vẫn theo VOA, dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy bất chấp mức tăng 22% của thị trường trị giá 200 tỷ USD kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm đầu tư vào thị trường chứng khoán với việc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD trong cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại đã vượt qua mốc 25.000 tỷ đồng. VOA cho biết, một nửa dòng tiền chảy ra đó diễn ra trong năm nay, với doanh số bán vượt quá lượng mua vào 17 trong số 20 tuần, tính đến thời điểm hiện tại trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị tồi tệ, dữ liệu cho thấy. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 4,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 184,7 triệu USD trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, tuần tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Đó là thời điểm ngay sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức vào ngày 20 tháng 3 do bị đảng cáo buộc về những hành vi sai trái không được nêu rõ. VOA tiếp tục cho hay, tuần lễ sau khi ông Huệ từ chức là tuần lễ tồi tệ thứ hai với tổng bán ròng 3,18 nghìn tỷ đồng. Tệ thứ ba là tuần trước đó với dòng vốn chảy ra trị giá 3,14 nghìn tỷ đồng. Tuần làm việc trọn vẹn đầu tiên sau khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26 tháng 4. Chỉ riêng tháng 3 năm 2024, thời điểm ông Thưởng từ chức, khối ngoại đã bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng trên HOSE. VOA dẫn nhận định của ông Barry Dering của quỹ đầu tư Phần Lan Bin Elite Fund hoạt động tại Việt Nam cho hay, rung chuyển chính trị dường như không làm khuấy động các nhà đầu tư trong nước vào lúc này, nhưng tôi cảm thấy nó có tác động đến các nhà đầu tư nước ngoài. VOA dẫn hai trong số những công ty môi giới lớn nhất ở Việt Nam là Mira Asset Securities và SSI Securities Corporation cho biết việc giảm lượng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài cũng liên quan đến lãi suất cao của Mỹ, khiến cho việc đầu tư vào Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và gây áp lực lên đồng tiền Việt Nam. VOA cho biết thêm, dữ liệu của chính phủ cho thấy bất chấp tình trạng hỗn loạn chính trị, cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu vào hoạt động công nghiệp vẫn ở mức cao trong năm nay, phần lớn do các công ty Trung Quốc dẫn đầu. VOA cũng dẫn lời của một chuyên gia tư vấn nước ngoài tại Việt Nam giải thích, việc đầu tư sản xuất thường được quyết định trước nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đồng thời, người này lưu ý rằng tác động của những phát triển gần đây chỉ có thể được nhìn thấy trong dài hạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Rung chuyển chính trường khiến nhà đầu tư ngoại bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.